Xin cảm ơn quý vị vẫn còn tiếp tục theo dõi chương trình văn hóa giáo dục của chúng tôi. Và bây giờ xin thầy Dũng còn nói thêm về vấn đề gì cái chữ khủng được không thưa thầy? Dạ thưa, cảm ơn thầy. Xin thưa quý vị khán giả, đối với tôi có chữ khủng mà nói chữ khủng có nghĩa là to thì cũng không sai gì hết á, thật quý vị. Nhưng mà đó nó thuộc về tiếng lóng. Quý vị nhớ tiếng lóng á, là nó dùng cho một số các cái bộ phận. Ví dụ như quý vị thấy có chữ tiếng Anh nó có chữ stupid không? Stupid theo cái nghĩa bình thường tức là ngu đúng không? Nhưng mà giữa hai cái đứa mà nó chơi cần sa, nó chơi ma túy với nhau, nó damn it, this stuff is stupid. Thiên sư nó chất này xịn quá mày ơi. Thì cái chữ stupid nó biến thành chữ nghĩa là xịn giữa hai đứa nó với nhau, biết nhau. Nên cái đứa thứ ba mà nó nghe cái chữ này nó không biết tăng văn, what does it mean by stupid? Cái này hắn mới giải thích, ok, rồi lần sau hắn sẽ gặp. Yeah. Hắn cũng nói với nhà, I found a stupid thing, man. Yeah. Tức là vậy. Thì đó tự nhiên là, đúng là mình đưa, hạ đưa cái văn hóa đường phố lên. Tức là cái gì? Tức là cái tiếng lóng, bất cứ chữ gì cũng được hết. Ừ. À, trong gia đình chúng tôi sử dụng cái chữ này để nói về cái chuyện gì đó. Ví dụ như có khách tới, thay vì mình nói mời khách ăn hay là gì kia, thì mình dùng một cái cách nói sau đó mà gia đình đó gọi là hiểu nhau và đồng thời đó gọi là giao ước với nhau rồi, thì cái đó thuộc về tiếng lóng. Sở dĩ chúng tôi đặt vấn đề ở đây là không nên đưa tiếng lóng vào sinh hoạt chung cho toàn xã hội. Quý vị thấy như tiếng lóng, ví dụ như chữ tiếng cái đồng hồ là cái giảng, mà cái đồng hồ là đổng, mà dây chuyền là giảng. Chẳng hạn vậy tôi nói, chiếc xe là xế, quái xế, dân cấp xe, đi giật xe chẳng hạn vậy, hoặc là trôm giảng, tức là nó đi giật dây chuyền. Thì những cái chữ đó là đều sử dụng được hết. Tức là đưa cái văn hóa đường phố lên đó, văn chương đó, cái điều mà chúng tôi lo lắng là chúng ta luôn ở Việt Nam đang sử dụng tiếng ngôn ngữ đường phố vào cái ngôn ngữ chính thống của xã hội. Cái đó là cái khiến cho cái xã hội đi xuống, thưa quý vị. Nói về cái vấn đề mà cái chữ khủng, thưa, ngoài cái chữ khủng mà khủng lo sợ là các thứ hoặc là đe dọa là các thứ, thì cái tiếng Việt của mình ngày xưa chữ khủng nó được sử dụng như thế là bước đi. Khủng khỉnh, quý vị thấy, ví dụ như khủng khỉnh là đi rảo bước, là khủng khiển, nên là đi bước thấp bước cao chẳng hạn. Vậy là đó là một trong những cái cách để mà chúng ta mô tả một cái cách đi của một người nào đó chẳng hạn. Và khủng có nghĩa là suy nghĩ, cũng có nghĩa là ngờ vực, cũng có nghĩa là đắn đo. Thành ra trong cái chừng mực của tiếng Việt của mình bây giờ là không còn dùng chữ khủng có nghĩa đắn đo hay là suy nghĩ ngờ vực nữa, nhưng mà chúng ta phải hiểu nó có sự cái biến cách của nó. Và do đó khi mà chúng ta gặp cái chữ khủng bên Tàu thì mới chữ khủng hoảng. Khi mình nói chữ khủng hoảng tức là mình lo sợ về một cái chuyện gì nó sắp sửa có thể gây hại cho mình. Vì vậy cho nên người ta mình mới dùng chữ như khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng về tài chính, tất cả những khủng hoảng. Tất cả những cái chữ đó nó dính liền với nhau để nói lên một cái ý. Và chúng ta phải hiểu tiếng Việt của mình may mắn mà nghĩa là cái quá khứ đau khổ nó cũng làm cho chúng ta có được một cái kho tàng chữ nghĩa mở rộng rất nhiều so với nguyên thủy của cái tiếng Việt mình. Thành ra cái này cũng là điều rất là bình thường đối với mọi ngôn ngữ trên thế giới. Quý vị không có một nước cái ngôn ngữ nào mà thuần tí là chỉ có cái tiếng của nước nó không. Ngay cả khi quý vị tiếng học tiếng Anh, quý vị biết bao nhiêu chục ngàn chữ mượn của bên này, bao nhiêu chục ngàn chữ mượn của bên kia, cái gốc của như này, gốc của nọ. Vì vậy cho nên mấy người mà đi học y khoa đấy chẳng hạn vậy, mà muốn biết cái tên thuốc, tên các cái bộ phận trong cơ thể để phải học tiếng Hy Lạp và tiếng Latin hết để làm gì? Vì vì tất cả những cái từ ngữ về y học và dược học đều sử dụng cái gốc Latin và Hy Lạp. Yeah. Đó, vì vậy cho nên cùng những cái chữ khác, chữ mượn của Sanskrit, mượn của Ấn Độ, mượn của tiếng Urdu, vậy tất cả là những cái đó là những cái chúng ta vay mượn. Vậy chúng ta trong tiếng Việt mình cũng vay mượn cũng rất nhiều, bởi vì chúng ta đi buôn bán này, giao du này,
rồi nhiều khi cưới vợ gả chồng này, rồi tất cả những cái chuyện đó nó tạo ra một cái sự kết hợp của ngôn ngữ, và cái ngôn ngữ nó được vay mượn hay là được sử dụng nhau của nhau để làm cho cái kho tàng nó gọi là giàu phong phú hơn, thưa thầy. Dạ, thì như thầy Dũng nói thì tiếng Việt mình cũng là cái kho tàng mà văn chương tiếng Việt mình càng ngày càng phong phú, là mình vừa du nhập tiếng Việt mình có những cái tiếng, rất là nhiều tiếng mượn ở nước ngoài thầy. Mà bây giờ đó, thế vậy là chúng tôi trên chương trình này có lúc chúng tôi nói bây giờ mình không có dùng chữ Hán Việt làm cái gì nữa cho mắc công, tại vì những cái chữ nó đã thành Việt hóa rồi, có những cái tiếng Pháp mình cũng thành tiếng Việt rồi, thì cái đó thay đổi mà thay đổi chiều hướng tốt, có chọn lọc thì rất rất là tốt, làm cho ngôn ngữ mình phong phú hơn. Còn nếu mà thay đổi mà cứ đem những cái ngôn ngữ đường phố hay đem làm cho cái tiếng mình nó nghèo đi, giết mất cái từng tiếng của mình, như thầy Dũng mới nói là có những cái chữ tiếng Việt mình có bây giờ không dùng, bây giờ dùng tiếng Lai Căng bỏ mất cái tiếng Việt mình đi, thì cái điều đó không nên. Dạ, thưa đây. Dạ, thưa thầy xin, thưa quý vị khán giả, có một cái tật nữa của người Việt ở trong nước hiện nay là nói ngắn, nói gọn, nói tắt, nói cụt. Thay vì nói là cuộc sống hiện nay rất vất vả, thì quý vị họ nói sao? Sống hiện rất vất. Sống hiện rất vất. Thì quý vị thấy cuộc sống hiện nay rất vất vả. Thì sống hiện rất vất. Hôm vừa rồi tôi thấy trên cái trận đánh giữa trận đá banh giữa Mã Lai và Việt Nam gì đó. Ừ. Thì tôi thấy có cái là đội Mã Lai, đội Mã Lai, rồi đội tuyển Mã Lai chứ không phải đội tuyển Mã Lai, cái gì đó nữa, mà tôi thấy tôi rất là buồn cười, muốn có ý muốn nói là đội tuyển Mã Lai đã gặp phải địch thủ và kỳ phùng địch thủ đó, họ nói rất là cụt, thành ra tôi không hiểu là tại sao. Cái chữ nữa mà tôi rất lấy làm lạ là chữ trích dẫn, mà họ không dùng chữ trích mà họ dùng chữ dẫn. Cái ông A này là nói theo lời, dẫn lời của ông kia. Dẫn đâu phải là nó phải trích là lấy từ cái nguyên, lấy bớt một phần ra, như cả cái thùng bự ra trích một chút xíu, một số tiền bự ra trích một ít tiền, chứ sao dẫn ít tiền được. Dẫn cái thùng đi đâu. Quý vị thấy không nào, thành ra cái chữ đó là những cái chữ mà nó dùng sai hoàn toàn, mà tôi quý vị thấy tại sao thiên hạ nhắm mắt dùng dẫn lời, phải trích lời chứ sao là dẫn lời, nó là cái đâu có sai hoàn toàn. Rồi cái gì cũng từ cả. Cái gì cũng từ thay vào chữ của. Nên là thông báo của sở cảnh sát hay là của sở cảnh sát Orange County, thì họ nói là thông báo từ sở cảnh sát. Tại sao không phải là của mà là từ? Mà quý vị thấy chữ từ bây giờ nó thay thế cho hầu hết tất cả những cái chữ mà tiếng Việt lẽ ra phải dùng chữ của. Và ngay cả cái chữ làm bằng vật gì cũng từ nữa. Cái bánh này làm từ bột, mình nếp làm từ bột này, làm từ bột kia, cái đó là sai hoàn toàn. Và sai cái đó là tại sao, quý vị biết, vừa dốt tiếng Anh lẫn dốt lẫn tiếng Việt, tôi xin dám nói như thế đó. Vì sao dốt tiếng Anh tiếng Việt? Vì quý vị thấy tiếng Anh nó cũng có hai chữ, to be made of và to be made from. To be made of là làm bằng một cái gì đó, mà tên là made of là sao? Ví dụ như cái chất gỗ á, mà làm xong cái vật nó, cái gỗ nó vẫn còn nguyên cái chất. Ví dụ quý vị đóng cái ghế, quý vị cưa cái miếng gỗ đó thành ra hình thù khác nhau, thì cái chuyện đó không, để làm thành cái ghế. Nhưng mà khi cái ghế đó đóng xong rồi, cái chất gỗ vẫn còn nguyên chất gỗ, thì lúc bây giờ quý vị phải dùng nó là to be made of. Hoặc là cái gì đó mà làm bằng sắt, làm bằng thép, làm bằng nhôm. Nhưng mà sau khi làm xong thành phẩm rồi, cái vật đó, cái phẩm vật đó nó vẫn giữ nguyên cái chất sắt, chất nhôm đó, to be made of earth. Nhưng mà nếu quý vị lấy trứng, lấy bột, lấy đường, lấy rồi quý vị xoa, quý vị trộn hết cả rồi quý vị nướng lên, quý vị là thành cái bánh. Thì quý vị cắt cái bánh ra, quý vị không tìm thấy trứng trong đó, không tìm thấy đường trong đó, không tìm thấy bột trong đó, không tìm thấy gì hết. Thì là to be made from. Quý vị nhớ vậy. Thì tiếng Anh nó có hai cách dùng, tiếng Việt chỉ có một cách thôi.
làm bằng bột, làm bằng đường, cái ghế làm bằng gỗ, chứ không có phải làm từ đường. Cái nó hoàn toàn sai, thưa quý vị. Thành ra không hiểu tại sao mình bị ảnh hưởng tiếng Anh quá sức nhiều, và đồng thời trong nước thì bị ảnh hưởng tiếng Modern Chinese là còn quá tệ, quá kinh khủng. Đó, chứ không phải quá khủng nha. Anh nói xin thưa quý vị đó, như thế đấy. Dạ, cảm ơn thầy Dung đã phân tích cho chúng ta thấy mà. Và thật ra trong cái tiếng Việt mà dùng bây giờ nó còn nhiều hơn nữa, dùng rất là nhiều. Và chúng tôi sẽ trong chương trình văn hóa giáo dục sẽ có lần lượt chúng tôi biết được cái chỗ nào thì chúng tôi sẽ trình bày. Mong quý vị sẽ theo dõi chương trình. Dạ, cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào.